thời điểm không có thực lực đối với người khác tốt người khác đều cho rằng là lấy lòng thủy quá thâm phong quá lớn không có thực lực ít nói chuyện trầm mặc là tốt rồi quý trọng chính mình thung lũng thời điểm đánh giá thấp thời điểm cái gì cũng là thật kiếp trước lâm vào thực hiện tôn chỉ phát hiện ở trong tứ hợp viện này ngược lại bị coi là nhu nhược dễ tính toán càng khiêm tốn có lương tri lại càng bị khi dễ chèn ép nếu đã định trước chạy không thoát những người và chuyện này nếu muốn không sống như vậy, vậy phải đổi cách sống. Không giả bộ, ta ngã bài, mặt tới, có hệ thống, cự tuyệt khi dễ cùng chèn ép. Phi lộ kiếp trước và kiếp này. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 1 Viện tử vẫn là cái nhà kia, hệ thống buông xuống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 mới lộ đường kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Ăn trộm gà sự kiện tiến hành lúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Trong truyền thuyết toàn viện đại hội. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Lời cuối sách rung dung miệng mồm mọi người. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Con mồi o thợ săn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Luận tác thích nhất đấu pháp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 trước khi chiến đấu thẳng tiến không lùi hổ núi đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Luận diễn viên bản thân tu dưỡng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.